Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Bloomberg khẳng định trong một bài viết đăng tải hôm 5 tháng 9, với việc Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều tuyên bố sẽ không tham dự sự kiện ở New Delhi vào tuần tới. Bruxelles đang tìm cách nắm bắt thời điểm để chứng tỏ rằng họ nghiêm túc trong việc xác định lại quan hệ đối tác với châu Phi. Theo các nguồn tin, các quan chức của khối đang lên kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nhỏ với Liên minh châu Phi AU, bao gồm 55 quốc gia trong lục địa này, bên lề sự kiện G20 vào hôm 9 tháng 9, ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G20 kéo dài 2 ngày. Các nguồn tin cho biết Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Thủ tướng Đức sẽ đại diện cho EU tại cuộc họp. Đại diện châu Phi được cho là Tổng thống Cyril Ramaphosa của Nam Phi, quốc gia châu Phi duy nhất trong G20, cũng như các nhà lãnh đạo của Ai Cập, Nigeria và Comoros hiện đang làm chủ tịch AU. Các nguồn tin cho biết, việc tán thành nỗ lực của AU để trở thành thành viên thường trực của G20 được coi là một trong những mục tiêu chính của hội nghị thượng đỉnh nhỏ. Tư cách thành viên thường trực thay vì vị thế hiện tại là tổ chức quốc tế được mời sẽ đặt AU ngang hàng với EU trong G20. Theo Bloomberg, động thái này nhằm mục đích mang lại cho châu Phi tiếng nói mạnh mẽ hơn trong những quyết định của các tổ chức quốc tế có ảnh hưởng đến lục địa này. Hãng thông tấn Yonhap mới đây đưa tin, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thường xuyên đưa con gái tới dự các sự kiện của quân đội nhằm làm nổi bật những thành tích của ông trong lĩnh vực quân sự cũng như khơi gợi lòng trung thành của quân đội. Tính đến nay, con gái của ông Kim được cho là có tên Kim Chu-e, khoảng 10 tuổi, xuất hiện trước truyền thông tổng cộng 15 lần kể từ lần đầu tiên hồi tháng 11 năm 2022. Trong 15 lần này, có 12 lần tại các sự kiện liên quan quân đội, 3 lần tại các sự kiện liên quan kinh tế và xã hội, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thống kê. Lần đầu tiên Kim Chu-e xuất hiện trước truyền thông là vào ngày 18 tháng 11 năm ngoái, khi cô bé đi cùng với cha giám sát vụ bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa Hoa Song 17. Các lần xuất hiện trước truyền thông sau đó của con gái lãnh đạo Triều Tiên đa phần liên quan lĩnh vực quân sự, bao gồm cuộc duyệt binh vào tháng 2 năm 2023 và đợt thị sát cơ sở quân sự chuẩn bị cho việc phóng vệ tinh do thám đầu tiên của nước này hồi tháng 5. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tổng cộng 107 bức ảnh có sự xuất hiện của con gái ông Kim, trong đó có 7 bức ảnh được đăng trên trang nhất của tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, và 80 bức ảnh bé Kim Chu-e đứng cạnh cha mình. Dù tần suất xuất hiện của con gái ông Kim trước truyền thông ngày càng tăng, nhưng các nhà quan sát Triều Tiên cho rằng khả năng bé Kim Chu-e trở thành người kế vị cha mình khá thấp vì xã hội Triều Tiên tương đối gia trưởng và coi trọng nam giới. Trong số 3 người con của lãnh đạo Triều Tiên có một người con trai. Đầu tuần này, cơ quan tình báo Hàn Quốc lên tiếng rằng việc nhận định bé Kim Chu E được chỉ định làm người kế vị ông Kim là vội vàng. Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói, sự xuất hiện của bé Kim Chu E dường như cho thấy bất cứ ai trở thành người kế vị, dòng máu của núi Pektu vẫn sẽ tiếp tục và người dân được yêu cầu tiếp tục thể hiện lòng trung thành của mình. Quan chức này cũng nhận định rằng trong chuyến thăm gần đây tới Bộ Chỉ huy Hải quân Triều Tiên hôm 27 tháng 8, bé Kim Chu E cư xử theo đúng nghi thức khi thể hiện thái độ tương đối trang trọng so với những lần trước. Quan chức này nhận định Triều Tiên có lẽ đang trong quá trình dạy cho bé Kim Chu E các quy tắc nghi thức. Vừa qua, một quan chức Mỹ cho rằng các cuộc đàm phán vũ khí giữa Nga và Triều Tiên đang tiến triển tích cực, cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải trả giá nếu cung cấp vũ khí để Nga sử dụng ở Ukraine. Theo hãng tin Reuters của Anh, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Drake Sullivan cho rằng, việc cung cấp vũ khí cho Nga sẽ không có lợi cho Triều Tiên và họ sẽ phải trả giá cho điều này. Ông Sullivan cho rằng, Triều Tiên muốn tiếp tục thảo luận về vũ khí, kể cả cấp lãnh đạo và thậm chí là trực tiếp. Ông Sullivan nói, "Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các cam kết công khai không cung cấp vũ khí cho Nga." Trước đó, khi được yêu cầu xác nhận thông tin cho rằng chủ tịch Kim Jong Un dự định tới Nga trong tháng này, để gặp tổng thống Vladimir Putin và thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Moscow. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Không, tôi không thể, không có gì để nói cả." Cảnh báo của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ được đưa ra ngay sau khi phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrian Watson cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên và ông Putin có thể đang lên kế hoạch gặp trực tiếp hôm mùng 4 tháng 9. Tờ New York Times cũng dẫn lời các quan chức Mỹ và đồng minh giấu tên cho biết ông Kim Jong Un có kế hoạch tới Nga để gặp ông Putin ngay trong tuần tới. Nếu thông tin trên là sự thật, đây sẽ là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong Un sau hơn 4 năm và là chuyến công du đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Gần đây, Nga và Triều Tiên đã kêu gọi thắt chặt quan hệ quân sự. Tuy nhiên, hồi tháng 11 năm 2022, một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng chưa bao giờ có thỏa thuận vũ khí với Nga và không có kế hoạch làm như vậy trong tương lai. Các biện pháp trừng phạt do nhóm G7 và các nước phương Tây khác áp đặt với Nga sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào năm ngoái đã hạn chế nguồn thu từ năng lượng của Moscow và buộc Điện Kremlin phải vẽ lại bản đồ năng lượng toàn cầu một cách quyết liệt. Russell Hardy, giám đốc điều hành của Viton, công ty kinh doanh dầu độc lập lớn nhất thế giới, phát biểu tại Hội nghị Dầu khí châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Singapore các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga đang có hiệu quả, theo nghĩa là chúng tạo ra ít hoặc doanh thu thấp hơn. Ông Hadi nói thêm, nhưng mặt trái của các biện pháp trừng phạt là nó đang tạo ra mối liên kết mạnh mẽ hơn giữa các nước BRICS. BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, mới đây đã mời Iran, Argentina, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE, Ethiopia và Ai Cập tham gia nhóm tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng trước ở Johannesburg. Kể từ khi áp dụng các lệnh trừng phạt, Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng cường mạnh mẽ nhập khẩu dầu của Nga và sử dụng các loại tiền tệ khác ngoài đồng đô la Mỹ để thanh toán. Khi nhóm BRIC tìm cách thách thức sự thống trị của đồng đô la Mỹ, đặc biệt là Trung Quốc mong muốn mở rộng việc sử dụng đồng nhân dân tệ của họ. Firidun Feksharaki, chủ tịch công ty tư vấn năng lượng FGE, phát biểu tại sự kiện: Mọi người đều khó chịu trước sự trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Vì vậy, nhiều nước đặt câu hỏi liệu có cách nào tạo ra lực lượng đối trọng với G7, thậm chí là G20, BRICS là ứng cử viên. Tuy nhiên, ông Fesaraki cho rằng việc nhóm BRICS mở rộng sẽ không góp phần thay thế đồng đô la Mỹ. Lưu ý rằng các đồng tiền của Ả Rập Xê Út và UAE gắn chặt với đồng đô la Mỹ. Ông nói không ai có thể thay thế được đồng đô la Mỹ. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ cho biết tại hội nghị rằng, mức trần giá của G7 đối với dầu của Nga có hiệu quả trong việc hạn chế doanh thu và nguồn cung dầu của Nga, ngay cả khi dữ liệu thị trường cho thấy hầu hết dầu thô và nhiên liệu xuất khẩu của Moscow từ khu vực Baltic và Biển Đen đều được bán trên mức giá 60 đô la Mỹ một thùng. Eric Van Notten, quyền thứ trưởng phụ trách về chính sách kinh tế tại Bộ Tài chính Mỹ nói, trong suốt năm qua, chúng tôi cảm thấy rất hài lòng vì nguồn cung vẫn chảy Chúng tôi vừa muốn khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên đó xuất khẩu từ Nga, vừa hạn chế nguồn thu của tổng thống Nga Vladimir Putin ở mức tốt nhất có thể. Vâng, đến đây thì những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới xin được kết lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.